chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm muối rau răm. Cái muối rau răm này dùng để ăn kèm với thịt gà nè, hoặc là trứng vịt lộn, rất là ngon, làm mặn mặn, thơm thơm. Cái muối này làm rất là dễ, các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây mình có 50g rau răm nè, một ít lá cóc, muối nè, bột ngọt, tiêu với ớt, vậy thôi. Rau răm này mình dùng rau vườn, nó cái lá nó rất là nhỏ, cái cọng cái lá nó rất là nhỏ nhưng mà rất là thơm nha. Mình đã rửa sạch hết rồi, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra để mình xay cho nó dễ. Lá cóc mình cũng rửa sạch rồi, ngắt lấy cái lá thôi, cắt nhỏ ra. Tại vì cái này mình xay khô, không có nước á, nó hơi khó xay thì mình cắt nhỏ ra để mình xay cho nó dễ. Ớt mình bỏ hạt đi rồi cũng cắt ra. Rồi cho rau vào cối nè. Cái cối xay của mình nó hơi nhỏ cho nên là mình sẽ cho rau vào xay trước. Mình sẽ cho rau vào xay sơ trước. Nếu mà các bạn có cái cối to thì mình xay luôn một lần. Đây mình xay sơ rau nè. Rồi sau đó là cho ớt vào. Tiếp đến là muối. Mình sẽ dùng 3 muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng tiêu, rồi xay nhuyễn ra. Đây mình đã xay nó nhuyễn ra rồi nè, nhuyễn đều. Như vậy là mình có thể dùng được rồi, nhưng mà mình sẽ rang cho nó khô thì mình bảo quản được lâu. Mình sẽ cho ra chảo, rang với lửa nhỏ thôi nha. Và các bạn nhớ đảo đều tay để cho nó khô. Mình rang lửa nhỏ và đảo đều tay để nó không bị cháy nha. Mình sẽ rang cho nó khô hẳn luôn, khoảng chừng 10-15 phút. Hay là mình rang được 10 phút nè, nó khô hết rồi nhưng mà vẫn còn những cái cọng nè, mình xay nó không có được mịn á. Thì bây giờ mình sẽ cho vào cối xay thêm một lần nữa để cho nó mịn. Lúc này cái rau nó đã khô rồi cho nên là mình xay nó rất là dễ. Rất là mịn nè các bạn thấy không? Và mình sẽ rang thêm khoảng chừng 5 phút nữa để cho nó khô hoàn toàn. Nếu mà bạn nào kỹ thì mình mới xay thêm rồi rang thêm nha. Còn không thì mình rang cho nó khô là được rồi. Mình rang cho nó khô thì mình bảo quản được lâu. Rồi như vậy là xong rồi. Rất là thơm luôn. Mình để cho nó nguội hẳn rồi cho vào hũ và dùng dần. Có thể để được rất là lâu. Muối này mình có thể ăn cùng với gà luộc nè, hoặc là trứng vịt lộn luộc, rất là thơm, rất là vừa ăn. Chỉ đơn giản vậy thôi là mình đã có được một hũ muối rau răm rồi. Khi nào cần thì lấy ra và dùng ngay luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.